Đây là anh em chúng tôi hôm nay quyết định đi ăn lẩu để tất niên người chơi điện tử cũng như mì tôm hai trứng. Anh Linh muốn nói gì không? Tao không phải là người chơi tử hoặc mì tôm hai trứng, tao chưa được đọc cả hai kênh luôn. Đi thôi. Đây có lẽ là cái video đặc biệt nhất mà anh em chúng tôi từng làm. Không chơi game, không quảng cáo, chỉ có tình cảm mà thôi. Mày đừng có mồm điêu đi. Trước tiên thì thay mặt toàn thể anh em người chơi điện tử cũng như là mì tôm hai trứng, xin gửi đến các bạn một lời chúc mừng năm mới 2023 thật là trân trọng nhất. Chúc mọi người một năm 2023 có bầu trời sức khỏe, biển cả tình thương, đại dương tình bạn, sự nghiệp sáng lạn, vận hạn tránh xa, gia đình hạnh phúc. Thực dòng là mình rất cảm ơn mọi người đã đồng hành với người chuyện tử và mì tôm hai trứng trong suốt năm 2022, và hy vọng là sang năm 2023 thì chúng ta vẫn sẽ giữ được cái tình cảm đấy. Được. Cùng nhìn lại một chút xem là năm 2022 chúng ta làm được những cái gì rồi nhé. Đầu tiên là hơn 230.000 người đăng ký trên YouTube, 130.000 người theo dõi trên fanpage này, hơn 70 triệu view này, và đều đặn 6 triệu view mỗi tháng. Nhưng quan trọng hơn hết là những content thú vị mang lại niềm vui cho các bạn vào 10 giờ trưa mỗi ngày, thi thoảng là 2. Đó chính là những nguồn động lực để cho tụi mình tiếp tục làm việc. Đứng sau những video vui vẻ trên kênh thì là một hệ thống anh em tuy không đông nhưng mà được cái rất hùng hậu. Đây, đầu tiên là em chết, em Dương về quê mất rồi. Thôi được rồi, em Dương thì bỏ qua. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn với em Đức, đây là content của người chơi điện tử nè. Chào mọi người, mình là Văn Đức, làm content bên người chơi điện tử. Em có gì muốn chúc mừng mọi người không ạ? Chúc mọi người năm mới có thừa sức khỏe để tiếp tục xem đánh điện tử. Ok. Đấy, ảo thật đấy. Có vài game thua là toàn anh Dũng đánh nhá, còn mấy game thắng là em đánh hết đấy. Mày điêu, thôi được rồi, tù xuống đi em. Nào, đây là bạn bạn trung tình đâu nhỉ? Đây, nào, cúi xuống đây, lộ tiêu. Lộ tiêu. Đây ôi là bạn. Mẹ mày vừa nằm xuống tóc còn như. Giới thiệu mọi người, đây là bạn Trung Tình. Đây mới là bạn dậy. NDCG là editor chính của kênh. Bạn edit tất cả những video của kênh. Mà nó nói gì không? Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, sống lâu, trường thọ. Thanh niên dài lão, tỷ Lâm Sơn. Tao định chúc như thế. Nhưng nói chung là chúc mọi người vạn sự như ý. Tôi nghĩ là vạn sự như ý thì nó cũng đầy đủ hết rồi. Chắc thế thôi. Mày nhạt quá, ra ngoài đi. Cút mẹ mày đi. Hello. Giới thiệu mọi người, đây chính là Quần Quại, người đứng sau tất cả mọi video. Quần Quại nói như hello, tôi Quần Quại. Xin chào các bạn. Tết rồi nên là người chơi điện tử và mì tôm hai trứng sẽ gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Riêng tôi Quần Quại xin chúc các bạn năm mới hãy có đủ sức khỏe để tiếp tục chơi điện tử. Ủa? Hãy chơi điện tử. Ủa gì vậy? Cảm ơn các bạn. Nghe cái thằng phát biểu, thằng này đéo chơi điện tử phát biểu. Nói nhá, thằng này không chơi điện tử nhưng mà vẫn voi bên người chơi điện tử đấy. Lộ hết cả bí mật quốc gia rồi. Chết. Chết. Bọn tôi người chơi điện tử còn một vài anh em nữa, nhưng mà bây giờ họ lỡ về quê mất rồi. Thế là bây giờ chỉ còn mỗi anh em tôi ở trên này thôi. Thế là thay mặt cho anh em đấy thì tôi cũng xin chúc mừng năm mới mọi người nhá. Nào, bây giờ thì đã hết người chơi điện tử, bây giờ chúng ta sang đại diện của mì tôm hai trứng. Đây. Đây là em Việt Anh Trần. Okay, xin chào các bạn. Lê Bảo. Okay, xin chào các bạn nhá. Chúc cái gì nhỉ? Có nhìn đi. Chúc Tết tại đội mũ Noel. Chúc Tết với đội mũ Noel này. Chẳng qua tóc mình nó hơi bìu tí hôm nay, mình đội mũ cho các bạn thông cảm với mình. Sang năm mới 2023 thì mình chúc tất cả các bạn cũng như tất cả người xem của người chơi điện tử cũng như mì tôm hai trứng một năm mới dồi dào sức khỏe. Và chúc tất cả anh em 2007 năm sau mà có thi vào đại học ấy, đừng thi bách khoa nhé, khổ bách cứ cứt ra. Ok kìa. 2005 xin lỗi các bạn. Ok. Chúc bạn một năm vui vẻ. Thằng bách khoa này, lui ra ngoài. Bọn tôi mì tôm hai trứng còn một editor nữa ở trong miền Nam thì tôi cũng thay mặt editor đấy chúc mừng anh em năm mới nhé. Còn content thì bây giờ ở nhà hết rồi. Mèo chúc mừng năm mới nào. Mèo 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 mèo. Đậu ơi. Chúc mừng đi, chúc mừng mọi người đi. Đéo. Không nói được. Thôi được rồi. Đấy là toàn bộ những cái tình cảm mà anh em mình muốn gửi đến cho mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem cái video này. Và hy vọng là mọi người vẫn sẽ ủng hộ người điện tử cũng như mì tôm hai trứng năm 2023. Thôi, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chúc năm mới nha. Chúc năm mới nha. Khu này nó đang đứng đáy anh em ạ. Nó đi đường buồn đáy quá, nó phải dừng lại tí để đáy. Bố mày soi cho đáy còn gì nữa. Đáy mượt lắm mọi người. Tao bắt được con dế to vãi lìn. Nó đang đá vào chân tao cuối. Ngày này. Nhảy mẹ mồm thằng đấy. Ê, con mẹ mày giật cá mình. Chó này. Thôi soi cho sáng thấy còn gì.